Thì Trung xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Trung sẽ nói cái bài xem hạn tiếp theo cho cái tuổi Ngọ Mùi trong cái tháng 7 ha. Thì chúng ta biết cái tháng 7 là tháng Canh Thân đó, chú của cái nạp âm của tháng 7 là tháng Thạch Lưu Mộc. Thì thầy xem tuổi Ngọ Mùi trong cái tháng này nó như thế nào. Thì trong cái năm 2023 đó, thì năm gọi là kim mịch kim đó, kim mịch kim đó, mà giờ tới cái tháng mộc đó, tháng mộc thì bây giờ thầy nói về cái tuổi gọi là tuổi ngọ thì giáp ngọ trước. Giáp ngọ là thì trong cái giáp ngọ là mạng là hải trung kim, sa trung kim ha. Trung kim thì hạn tới mộc thì đương nhiên nó cũng ổn ha, không sao. Thì cái tháng này đối với cái tuổi nhỏ thì đi học thì nói chung là cũng tốt bình thường ha, nhưng mà cẩn thận về gọi là tránh leo trèo ha, kỵ xe cộ đối với cái tuổi ngọ nhỏ. Còn tuổi ngọ lớn thì nên giữ gìn sức khỏe. Nói về tài lộc thì nói chung vẫn là trung bình ổn. Đối với tuổi gọi là bính ngọ ha, bính ngọ thì 1966 thì mạng là thiên hà thủy ha. Thì trong cái tháng 7 này thì cái tuổi bính ngọ thì nó cũng tương sinh ha. Thủy dưỡng mộc thì đương nhiên chúng ta làm, ví dụ những chúng ta làm nhiều công đức, chúng ta bố thí, chúng đi chùa này nọ thì trong cái tháng này nó hơi hao tài ha. Tuy làm có tiền thì nhưng mà hao tài tháng 7 này đối với tuổi bính ngọ. Rồi tới cái tuổi gọi là mậu ngọ 1978 thì đương nhiên cái tuổi ngọ mà 78 thì thiên thượng quả ha. Thì đương nhiên là mộc này không có sanh quả, cái tháng 7 này nó không có sinh được cho mình, nhưng mà ánh nắng mặt trời thì chiếu xuống cho cây, thì tháng này thì đương nhiên là chúng ta cũng bị hao tài trong cái tháng 7 này đối với tuổi mậu ngọ. Rồi thầy nói tới cái canh ngọ ha, canh ngọ thì lộ bằng thổ 1990 thì chúng cái tháng này thì mộc với nó thổ nó khắc ha, mà năm nay là cái năm cái chủ vận gọi là kim nữa thì thổ trên kim ấy, thì trong cái tháng 7 này cái tuổi ngọ tuổi canh ngọ thì nó cũng không được đẹp ha, mọi việc cũng hơi còn khó khăn, gặp bực bội phiền tối đó, nó cũng còn gọi là nhiều cái vấn đề gọi là bực bội đó. Mà trong cái tháng 7 này chúng ta phải giữ tâm đó, chúng ta phải tu tâm dưỡng tính trong cái tháng 7 này, chúng ta mọi việc là chúng ta phải nhịn nhục để cho qua cái tháng gọi là không được đẹp lắm, cái tháng cua hồn. Rồi thầy nói tới canh ngọ xong rồi tới nói về chữ nhâm ngọ là dương nữ mộc thì 2002 đó ha, 2002. Thì đương nhiên lưỡng mộc thì một chiếc đó, mà năm nay năm kim nữa thì cái tuổi này năm nay là hạn chỉ trung bình lại thôi chứ không được tốt lắm, với cái tháng 7 này nữa cũng không được đẹp nha. Lưỡng mộc một chiếc ha, tại vì cái mộc thạch lục mộc nó lớn hơn cái dương nữ mộc nhưng mà điều cái một cái mộc lớn một nhỏ thì nó cũng gọi là tương đối được ha, tán tầng trên tán tầng dưới, cũng như là cây thì nó có nhiều cây lớn cây nhỏ, nhưng mà thường hai cái cây nó đồng hành nó cỡ nhau thì nó mới chiếc, thì cái này thì nó cũng tương đối ổn đối với cái tuổi canh ngọ. Nhưng mà nói chung tháng 7 thì cũng chỉ trung bình thôi ha, chứ cũng không đẹp lắm. Việc đi học là nói chung là chúng ta cũng đã vào cái tháng nghỉ hè rồi đối với tuổi nhâm ngọ. Con đường tình duyên thì trong tháng 7 thì cũng không nên gọi là tiếp xúc nhiều. Rồi thầy nói tới tuổi của tuổi mùi, tuổi mùi thì nói ất mùi thì 1955 ha, 2015 thì một cái tuổi nhỏ thì đương nhiên cũng tuổi còn đi học thì mới có 8-9 tuổi thôi, 9 tuổi ha. Thì chúng ta phải đi học trong cái tuổi tháng này thì tháng mộc mình là kim thì nói chung là cũng được, không sao đối với cái tuổi mùi. Còn cái tuổi mùi lớn thì đương nhiên chúng ta phải giữ gìn sức khỏe là đi đứng, tại vì chữ ất hợp canh thì nó tuy là nó tương hợp, nó hợp nhưng mà mộc với kim nó khác, thì đương nhiên chúng ta phải cẩn thận vấn đề về đi đứng và sức khỏe. Mà chữ canh thì nó nói về là gì, là nói về bắp chân, chúng ta phải cẩn thận về dễ bị đau chân, nhức chân, gân cớp, là đối về cái tuổi ất mùi. Rồi thầy nói về cái tuổi ất mùi xong rồi tới tuổi đinh mùi ha. Đinh mùi thì là 1967. Thì mạng là thiên hà thủy ha, mà mình chữ đinh là chữ canh,
Đó, thì chữ đinh là nó quả, canh là nó kim, đốt được ha. Thì đương nhiên cái tuổi mùi này tương đối cũng ổn ha, tài lộc cũng bình thường. Nhưng mà phải cẩn thận vấn đề về đối với cái tuổi mùi á, thì cẩn thận về tim ha. Tuổi đinh mùi phải cẩn thận về tim. Thứ hai nữa là vấn đề về máu huyết. Đối với tuổi canh mùi, đinh mùi. Rồi thầy nói tới tuổi một cái tân mùi ha, tân mùi 1991 thì lộ bằng thổ. Thì trong cái tháng 7 này thì cũng không được như ý lắm ha. Nói chung là tài lộc thì bình thường cho cái tuổi tân mùi. Rồi thầy nói tới quý mùi, quý mùi thì 2003, 1943 là tuổi đó cũng đã lớn rồi ha. Thì đương nhiên cái tuổi đó cũng 81 tuổi rồi. Còn cái tuổi nhỏ thì đương nhiên mới có 21 tuổi. 21 tuổi thì cái tuổi này vẫn còn đi học, còn là sinh viên. Thì chữ quý chữ canh thì nói chung là cũng được, không ổn, không sao ha. Chữ quý nhưng mà cẩn thận là cái về cái vấn đề đi đứng nha, đối với cái tuổi quý mùi. Rồi thầy nói là xem hạn cho cái tuổi ngọ mùi trong cái tháng 7 này, nhưng mà thầy thấy trong cái tuổi ngọ tuổi mùi thì trong cái tháng 7 này là tương đối ổn, tương đối tốt hơn những cái tuổi khác ha. Nó không khắc nhiều đó. Nói chung là đẹp, nó đẹp đi, không xấu. Vận mạng thì nói chung là cũng ổn, bình an, cũng không có gì hết. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại cái bài tuổi tuổi thân, tuổi dậu với lại tuổi tức, tuổi hợi, còn 4 tuổi nó trong tháng 7. Thì chung xin chào và hẹn gặp lại cái bài nói lần sau về xem hạn cho tuổi các tuổi còn lại.